ví dụ tại nó làm sao thì bảo cứ nói thẳng chứ không phải giận, giận lắm gì sau này nó quen. Không làm gì cũng giận, đi vệ sinh cũng giận. Cái gì? Mà con này dạo này nó làm sao mà cười lắm tại. Nó lại bảo chứ hay mẹ cho con đi viện thần kinh để con khám thấy con có thần kinh mà làm sao mà thần kinh. Vlog.com, shop bán nick Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Sùng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng hay đến ngay với shop Đức Toại Vlog.com ủng hộ mình nhé. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nhé. Đấy thì như sự việc hôm qua mọi người biết rồi là có một cái nói thì bây giờ không biết là ai thì mình cứ gọi là ma đi. Cho nó dùng dỡ nó đi, cả đêm qua là thực sự mấy anh em mất ngủ rồi. Đấy thì hôm qua thì sáng sớm nay Bé Ngọc có gọi điện cho mình bảo là muốn xuống thì có chuyện muốn nói với mình. Thì cũng về cái chuyện của mình cả cái chuyện của Ngọc luôn. Thời gian này mẹ Ngọc chắc là cũng mẹ Ngọc vừa gọi mình bảo là có dạo này cũng nhiều bất ổn ý. Thì không biết là như thế nào thì bây giờ ba anh em sẽ xuống nhà Ngọc để nói chuyện là mẹ Ngọc xem tình trạng nhà mọi nhé. Thì mình cũng tính là hôm nay là cũng xuống nhà Ngọc để xem là Ngọc như nào rồi. Chứ để cái tình trạng như này nó không ổn. Hiện tại mình Ngọc đang gãi trong rồi. Thì bây giờ xuống thì nhà mẹ Ngọc chẳng biết luôn. Chứ để nhà mình. Chào ba. Bác nhà mình mà. Bác ở nhà mình thôi, bác bây giờ dịch chết chưa đi làm được, bác chỉ nhà mình thôi. Vâng, rồi. Tôi cần tiền rất đấy, tay tôi đâu. Rót nước anh em xin nước nha. Bác Ngọc đâu? Ngọc quay chiếc cầm. Cái tay đau lắm phải. Vâng, cháu. Ủa thế con chào các chú. Chào chú nhỉ? Con chào các chú. Chú nào? Chú nào? Ra đây, ra đây. Chú nào đấy? Ra đây. Chú đóng bản đấy xong buộc tóc vào. Ao cái gì? Nào, con đi nhá, con đi. Cho chú này nhá. Không. Không, thì chào cho cầm ra kia. Ra kia ăn nhá. Đi sang bàn đá này chú là sao? Không ạ. Ra bác luôn ạ. Đây cháu. Vâng ạ. Sao mình có nhìn nhá. Năm nay gọi cháu xuống cái gì? Hôm nay bác gọi các cháu xuống đây là tại vì bác xem clip của các cháu rồi thấy các cháu giận nhau thì bác cũng muốn gọi các cháu xuống đây xem là tình hình chúng mày yêu nhau làm nào cho nó gọi là tình yêu nó được gắn bó chứ không cứ cãi nhau thế thì bác để cho các bác buồn. Vâng thì cái sự việc cãi nhau thì cháu thật sự là cháu còn không biết là lý do gì ấy. Cháu không là gì nhưng mà dạo này cháu thấy Ngọc là cái tính nó nóng quá, nó khác lắm, không như kiểu như trước. Dạo này là bác cũng rất lo cho Ngọc ấy, bởi vì là vừa rồi em nó ngã mấy lần rồi. Lần thứ nhất nó giấu bác không cho biết, lần thứ hai thì nó có nói chuyện thì bác nhìn thấy tím ở người. Thế lần thứ ba thì xảy ra cũng nặng đấy, thì thôi thì bác cũng xem, đi xem thì thầy cũng nói là không có gì là vòng âm theo. Thì bác cũng bảo là từ ngày hai ấy, bác cũng xem phát lại của mình bác. Bác đi xem bảo, bác đi xem người ta bảo có vong âm theo á. Xem thầy đã nói là có vong âm theo, là phải trừ tà cho nó. Cho nên là nó đi làm nó toàn ngã ở cái khu đấy được. Bảo sao cháu cũng ngã cái tay về cả cái kiểu cũng ở khu đấy cả vì nhóm nữa. Nó đổ ngã đường, cái đoạn đường đấy thôi nhưng mà về duy tâm là cũng đúng ý, vì là bác cái dạo đấy là đầu tháng này là bác toàn đánh vỡ bát cốc này này, có loạt cốc này vỡ gần hết. Cứ chém thế là cứ bố con đi làm là độc dạng, bố con là đi cẩn thận không nghĩ làm sao dạo này toàn đánh vỡ bát vỡ chén thì về duy tâm nó vỡ. Thế là Ngọc nó ngã 3 lần rồi thì đúng lần này nặng, cho nên là bác ở nhà bác cũng đi xem con trai thầy. Đấy Ngọc ngã xe mà về cả chuyện này, về cả chuyện của cháu của Ngọc nữa thì cái lý do cãi nhau cũng chả cho chả làm gì mà không cãi nhau được. Thế là cháu hôm qua bác gọi cháu xuống thì cháu cũng xuống đi xem, cháu cũng muốn là định hỏi bác về vấn đề là đi xem giúp Ngọc xem có phải là có vấn đề gì không, chứ cháu thấy dạo này là nhiều cái chuyện đen đủi đến với cháu của Ngọc và cái chuyện tình cảm của cháu nữa. Cái thứ hai là bác cũng tham gia là nhà mình đang xây nhà đúng không? Vâng, nhà cháu xây. Mình duy tâm xem phép một tí để cho nó êm ấm một tí và duy tâm một tí. Theo ý bác là như thế. Thế là Ngọc đang ngủ bác? Ừ, chưa tỉnh.
gọi xuống. Đêm qua. À vâng. Đêm qua là Ngọc không có ra khỏi nhà không? Đêm qua. Cả tối qua, từ tối qua đến đêm qua đến sáng nay là Ngọc có ra khỏi nhà không? À, thì bác cũng không rõ, nhưng mà bác đi ngủ đi chị Ngọc chập tối. Tại tối qua cháu thấy có người đến quán cháu, nhưng mà có cửa thì có cửa, nhưng mà cháu đi ra lại không thấy đâu, thì cháu thấy giống Ngọc, nhưng mà vì sao cháu gọi Ngọc thì lại Ngọc đã đang ở nhà, đang ở phòng. Bác không biết có đi không biết, mà sáng nay bác ngủ cũng làm chị nó về sớm lắm, 5 giờ 30 nó về. Cổng mở trong hoang không khóa, thì bác mới lên nắm phụ hai cái này đi ngủ, không có cậu ba xe đúng không? Đấy, như ấy là mất. Không biết là không có những chủ quản chưa chủ quản. Anh Ngọc ở trên? Ngọc ở trên. Dưới hôm nay, hàng năm, để cho các viên âm cơ sở chúng ta. Chúng ta có bao giờ, nhưng mà bắt tính như bao giờ nó làm? Mẹ cháu cũng bảo là mẹ cháu cũng đi xem cháu làm với cháu. Tự nhiên dạo này đi em. Phải là duy âm nó phá đây, nó phá hoài mình. Duy âm nó theo, tức là nó hãm mình chẳng hạn. Nó ghen. Đây. Nó dưới anh bảo. Đấy bố nó ngã mà ông ngồi thì sợ đầu óc không sai thì không thì. Nó hay thì không làm gì. Anh xuống đi chơi này, hỏi anh xuống làm gì. Đáng quá của con gái thôi. Đang giận nhau. Đây, xuống này. Mẹ gọi anh xuống đây có việc, mẹ em gọi anh xuống làm gì đấy? Muốn đuổi anh về. Không sao. Làm sao đấy? Không sao đâu á. Thế anh về nhá. Thôi nha, hôm nay mẹ cũng nói với con là tôi mà con của con phải lòng yêu nhau ấy, thì mình phải gắn bó với nhau, thì phải hiểu biết nhau để chính mọi người ai cũng thế, đừng giận nhau liên tục. Giận nhau thì bố mẹ cũng buồn, bố đi làm nhà cũng buồn, cho nên là con các con cái hôm nay là phải cần như là phải học hiểu nhau, và nếu mà có cái chuyện gì nó đáng nói là nói, không đáng nói thì chính mọi người. Không muốn tao phải giận một tí. Ví dụ tại nó làm sao thì bảo cứ nói thẳng, chứ không phải giận. Giận làm gì, sau này nó quen. Không làm gì cũng giận, đi vệ sinh cũng giận. Cái gì? Mà con này dạo này nó làm sao mà cười lắm tại. Nó lại bảo chứ hay mẹ cho con đi viện thần kinh để con khám thấy con có thần kinh, và làm sao mà thần kinh. Thôi cứ về đi, em sẽ suy nghĩ lại mẹ nói. Đấy, phải nghe mẹ nói. Giờ bố thì đi vắng, nhưng mà vâng, thưa các bạn, từ đi chuyện này thì thôi thôi, cháu mình cứ để dần xem cái gì đó, thôi gọi cháu nhé. Rồi bây giờ chắc cũng muộn rồi, cháu một tháng này xin phép về nhà cho mình nhiều việc lắm. Em ở nhà đi. Cho cháu nước đi. Thôi thôi thôi, mang bao nhiêu, mang bốn đây, cháu xin phép cháu. Ừ. À, đi về. Cháu 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 về.